Trong kinh Nhân Quả, Đức Phật dạy thế này: có ăn có mặc do nhân gì, xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Ai kiếp này sinh ra được vào nhà giàu thì biết rằng người ấy là kiếp trước đã bố thí nhiều. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi, kiếp trước nửa xu không xả thí. Nha. Những người kiếp trước mà không biết bố thí, không biết giúp đỡ ai thì ăn mặc sẽ bị thiếu thốn, nghèo khổ các con ạ. Các con biết bố thí là gì không? À đấy, như lúc nãy có một bạn bảo giúp cho người nghèo đấy, cho quần áo, cho gạo, cho tiền nhé. Các con nhìn thấy các ông bà ăn mày, những người ăn xin ấy thì các con phải giúp nhé. Nếu các con nhìn thấy những người ăn mày, ăn xin nghèo khổ, các con bớt tiền ăn quà đi, các con biếu các cụ, các bà, các ông nhé. Người nào hay giúp đỡ những người nghèo khổ, cho họ ăn uống, cho họ áo quần thì kiếp này họ sẽ được đầy đủ, có ăn có mặc, không bị nghèo khổ. Đấy, chúng ta ai cũng sợ nghèo các con ạ. Sợ nghèo mà không biết cách làm sao cho mình bớt nghèo, mình phải chăm chỉ giúp đỡ người nghèo khổ, cho họ thức ăn, thức uống, cho họ áo quần, phải không? Thì mình sẽ bớt nghèo, bớt khổ nhé. Con thấy là thích nhất cái gì ở chùa? Tôi nghe bà xong rồi được từ buổi sáng và được gặp sư phụ ạ. Ô thế à? Thế con ấn tượng điều gì về sư phụ? Con ấn tượng là sư phụ là một người thông thái và có tốt bụng ạ. Thông thái như nào kể cô nghe. Mấy hôm thầy giảng cho con thì con nghe đã hiểu rất nhiều. Sư phụ đẹp trai. Và con thế có lỗi vì trước đây mình đã làm những việc không nên mẹ, bố ạ. Và đánh lên bạn. Thế con học được gì từ sư phụ nữa nào? Con học được là từ nay mình sẽ không được đánh bạn và không được cãi bố mẹ. Và khi bố mẹ bảo gì mình sẽ làm đấy và mình sẽ không được lười biếng và sai bảo bố mẹ nữa. Thế trước kia con hay đánh bạn à? Vâng, trước kia ở trường thì các bạn hay đánh con xong rồi con cũng hay đánh lại. Thế sư phụ giảng thế nào mà con lại không đánh bạn nữa? Thì bây giờ các bạn đánh mình thì bây giờ mình nhường các bạn. Coi như là mình bố thí cho các bạn. Giỏi quá, các bạn cho một tràng vỗ tay nào, bạn giỏi quá. Con là không được đánh bạn, không được sát sinh ạ. Hay lại bố mẹ không được phải nghe, không được cãi. Về nhà thì con sẽ thay đổi là con sẽ đi giúp đỡ bố mẹ tiến lên học hành không hề giỏi quá. Con học được từ sư phụ là không nên sát sinh và biết bố thí để tích thiên phước ạ. Và con sẽ không đánh bạn mà bố mẹ mắng đi gì con sẽ không cãi lại nữa. Các con đi khóa tu có vui không? Có ạ. Thế lúc đầu lên chùa thì con thấy thế nào? Mấy hôm đầu thì lên chùa con thấy thế nào? Con thấy buồn, con nhớ nhà. Lúc mình chưa qua chơi cùng ạ. Thế à? Thế bây giờ thì như thế nào? Bây giờ thì các bạn chơi thì con muốn ở lại anh ơi. Con muốn ở lại, con muốn về nữa. Con muốn quay lại chú bà. Thế các con còn trình muốn ấn tượng gì với trong khóa tu nhỉ? Con ấn tượng là ở đây thì con sẽ được dậy rất là sớm và con sẽ đi tập thể dục. Và dần dần con đã có thói quen là dậy từ sớm và không dậy muộn như ngày xưa nữa. Chúng con kính yêu sư phụ nhiều lắm.